Anh em xin chào quý vị và các bạn. Cường lại có một cục dàn giải mã của Onkyo chạy full tính năng. Hai cục này anh em có thể nhìn thấy nó rất giống nhau, nhưng thật ra chỉ có một cục có chức năng giải mã anh em nhé. Và cục này cục cửa hàng vẫn bán với giá 2 triệu đồng như mọi khi. Hàng bãi đẹp xuất sắc luôn, anh em có thể nhìn thấy mặt tiền. Và chạy full tính năng, đó là chính năng chính là giải mã, nhưng ngoài ra nó còn có thể chạy được đĩa CD, đĩa MD và dùng làm âm ly nếu anh em thích. Đấu loa trực tiếp và cửa hàng cũng đang đấu loa trực tiếp. Tín hiệu các bác đang theo dõi là tín hiệu MD. Cái đĩa này ghi nó kém nên là nhạc nó nhỏ đó. Test chủ yếu là để cho anh em biết là nó đang chạy thôi. Và chút nữa tôi sẽ test đến tính năng giải mã. Đó. Ok. Cái đĩa này nó bị lỗi nha, đây là tiếng nó nhỏ. Ok, vậy tôi sẽ test đến chứng năng giải mã digital. Biết bao người sống nợ sự mong chưa trở về. Người đi vào tối vẫn. Đây là mới đấu một dây loa thôi anh em nhá. Mới đấu có một dây loa mà tiếng đã căng đét như vậy nha. Nên là anh em nào nếu mà dùng cái cục này làm âm ly cũng được để nghe nhạc nhẹ nhàng. Đấu loa bát 20, 25, 35, 10, 30 được hết. Tôi đã từng test mãi nó rồi bởi vì nó chạy 4 sò than. Tất nhiên là không bao giờ nó khỏe bằng một con âm ly kiểu như này. Nhưng mà nó đủ đáp ứng để anh em có thể nghe nhạc. Khi chạy giải mã thì anh em nó hiện chữ digital, đèn tia đây. Test rất rõ, nếu anh em nào có nhu cầu xem kỹ nhá. Đây là các đường vào của loại AM, FM. FM tần số 89-90. CD nó đang báo này, báo 10 bài 51 phút vì tôi đã chọn đi CD. Chính cửa cuộc đời dặn nhau gắng vui dù cho vành. Khi làm giải mã thì anh em có thể xuất đường tín hiệu 3.5. Đây, cái dây này là dây 3.5. Dây 1 đầu và 2 đầu. Anh em cắm ở đây để lấy tín hiệu xuất sang âm ly. Thì khi đó anh em có thể vặn to nhỏ đây, kích một tầng âm thanh. Còn nếu không thì anh em có thể cắm vào lỗ AV out đằng sau, nhưng khi đó thì mình sẽ không kích được âm. Có nghĩa cắm đằng trước thì hai tầng khuếch đại. Nếu cắm bình thường đằng sau thì anh em cắm vào lỗ out này, đó là xuất âm thanh ra. Nhưng mà tôi khuyên các bác là nên cắm mặt trước, bởi vì khi đó thì mình kích được âm thanh, nó sẽ tăng thêm một tầng khuếch đại, âm thanh nó sẽ căng hơn, tròn hơn. Số series của con này là 063, cũng chưa lau chùi đâu, vừa lấy về mà lại bụi vẫn bám mà. Cái này phải lau chùi, lấy bàn chải đánh thì nó sẽ hết cái bụi bám này. Đó. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em nhá. Có cả đường ra súp, con này thì có cả đường quang in out đầy đủ. Đó. Out màu đỏ đây. 2 triệu đồng. Bao test, bao full tính năng cho anh em. Full tính năng là tính năng nào đã nói là phải chạy ngon anh em nhá. Ok, bây giờ chạy đến CD. Đấy, đang đấu một dây loa vào đôi loa bát 25 thôi. Nghe tiếng phê lắm. Đây là đang đấu một đôi loa lên tiếng nhỏ. Anh em ngoài việc tính dùng tính năng giải mã thì anh em có thể cắm vào coi nó làm đầu phát nhạc CD, coi làm đầu phát mặt MD. Cắm qua lỗ tai nghe này hoặc lỗ đằng sau để xuất âm thanh ra. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Các tính năng đã test kỹ.